Hello, xin chào mọi người. Mình mới ra khi mới đi đi mua. Hello everyone, my name is em bé xoài nha. Hôm nay thì mình với Gia Kim mới đi ăn. Mình đi bóng. Mình đi bóng với anh Fable. Sao bây giờ? Nguyễn. Tụi mình sẽ ăn bánh tráng cuộn trứng lòng đào. Hết rồi. Hết video rồi. Bye bye các bạn nhớ subscribe và nhớ like kênh nha. Bye bye. Hẹn các bạn nhiều. Đây là trà dâu. Trà dâu. Đây là cái gì? Cái này là cái gì? Let me think nhé. À cái gì? Bánh tỏi của em đúng không? Mỡ hành. Ủa, anh gọi hai trắng cuốn hả? Hai cuốn hả? Hai cuốn nè. Còn cái sa tế nữa. Cái sa tế? Ờ không, hình như cái này sa tế, cái này cuốn mình nó hình như có hai hộp nè. Một hộp, hai hộp nè. Ủa, hai hộp gì bé xíu vậy? Ủa, chờ người ta trứng cút làm như rẻ như vậy á. Rồi. Mắc gì giỏi. Hey, cái này là cái sốt quá nhưng mà mình thấy nó giống như ui sao nó sốt ra ngoài rồi. Nó giống như là móng, nhìn nó giống móng tôm nhưng mà nó ngon lắm, mình biết mà. Bánh tráng cuốn. Trứng bánh tráng cuốn lòng trứng lòng đào. Trứng đào á, chảy á. Đây là bánh tráng cuộn. Đây là bánh tráng ở quận. Rồi đổi này đúng không? Không. Thôi. Sao? Đổi hay không đổi cũng được. Thôi đổi nhé. Các bạn ơi, lúc kịch đáp đi, mình sẽ ăn thử. Mình đói bụng lắm mà. Mình đi qua nhà Gia Kim chủ yếu để mình ăn mà. Chứ mình không muốn chơi với Gia Kim nào. What? Sự thật á, đừng có buồn nha. Mình đã gắp một miếng này lên. Bây giờ mình sẽ bỏ vào miệng, mình sẽ ăn. Oh my god, dơ quá. Sao ăn dơ vậy? Từ từ, anh đã ăn đâu? Cái ăn. Ui, đũa hình chất lượng ha. Đừng đổ nha. Vì sợ đổ đó mình sang thử. Một bằng. Ngon. Nó chua. Ngon. Ngon. Sốt chấm của cái này nè. Chấm thì chấm thử thì ngon. Đây. Chịu các bạn nha. Xíu. Ngon. 25.000 sao nhỉ? 25.000. Oh my god quá hả? Oh my god. Ngon. Nhưng mà nó còn có trong cái này nè là nó sẽ có trứng lòng đào thành phi chấm với lại nước sốt cho chua chua ngọt ngọt quá đỉnh. Thực ra là mình phải để thêm tóp mỡ nữa. Tóp mỡ là nữa cái nào cũng được. Mẹ yêu ăn không mẹ ơi? Ngon quá. Cái này thay ăn cơm luôn sao? Đây bảo anh thấy Gia Kim đi là bóng hay không? Không. Gì vậy? Không nhận nữa. Thì là bóng hay không? Anh đã hay không? Hay quá. Hay không? Hay. Khán kiểu gì vậy? Anh khán hay mà. Rồi. Anh nói hay lắm luôn. Em chưa đá mà em biết là banh sẽ vào luôn. Ghê trời. Tại vì em biết anh là cầu thủ xuất sắc mà hiểu không? Ghê trời, nick cũng vậy. Anh tin nè. Còn cái nịt. Cái này ngon. Bánh tráng này bự quá. Anh tưởng nó dẻo chứ, cái này nó cứng vậy. Nó vậy đó. Chịu. Cái vị trắng này nó ngon. Cơm. Bây giờ lại. Và cái mùi của nó thơm lắm. Thơm mùi sa tế. Thơm không? Thơm mùi sa tế. Tóc mỡ thì giòn, không bị yếu. Ít dầu nữa, tóc mỡ đây ít dầu lắm. Ủa, nó chiên bằng dầu mà. Nhưng mà nó ít dầu, nó ráo á. Chứ nó ráo không? Ồ. Ráo.
Chấm điểm đi cho Khiêm. Cái nào ngon, cũng chấm thôi. Giúp đi. Ăn hết luôn đi chứ. Không. Sẽ đi. Bây giờ mình sẽ bây giờ mình sẽ chấm điểm so sánh nha. Hết đó, bánh tráng cuộn rồi bây giờ thứ nhất là do bánh tráng cuộn có trứng cút lòng đào bên trong, thứ hai á là có cái nước chấm nó rất là béo béo ngọt ngọt ngon. Sao đó quá ngon. Cho nên mình sẽ cho 9 điểm. 9 điểm cái này á mình thích cái này á, nhưng mà mình thích bơ màu vàng, các bạn biết bơ màu vàng không? Nhưng mà trong này không có bơ màu vàng nên mình chưa cho 10. Có màu vàng là mình cho 10. Còn cái này thì mình cũng thích luôn. Nè, để đánh giá cho không? Mình đánh cuộn lắm. Thì nó cũng mỡ mỡ mỡ, mỡ hành lắm, ngon. Ngon. Chấm này nè. Mê liền. Anh Huy mê mấy liền chứ. Còn hộp lận. À, hộp này có béo á. Ngon. Em thích bơ màu vàng, thích bơ màu vàng. Bơ màu vàng cũng ngon. Ngon có. Mà anh này hơi ngã, phải ăn thêm với xoài nữa. Ăn cái này xong á, mình uống cái nước gì nó thanh thanh nó lạ. Được luôn. Nên mình lại uống trà dâu. Nhai nhiều bị mỏi. Mình này đúng không? Giỏ miệng. Mình thấy cái này cũng ok. Nó không cay lắm nhưng mà ăn nó vẫn kiểu nó vẫn là nó vẫn rất là lạ. Cũng. Cũng có này nó khô quá. Những cái mà nó khô á nó dễ rớt. Thứ nhất, thứ hai á là cái này nó hơi cay. Tụi mình dặn bớt cay à. Nó vẫn hơi hơi cay theo theo. Nhưng mà nó vẫn tổng thể thì nó vẫn ngon, nhưng mà mình bị nói chung mình đi đau bao tử nên mình ăn cay chút xíu là mình thấy nó rất là đau. Đau bao tử hả? Nên bị đau bao tử. Yếu. Mới bé đau bao tử hả? Do mình không chịu ăn. Đau. Không phải mình giảm cân đâu mà mình không thích ăn. Không biết là người ta làm trực tiếp luôn sao nhỉ? Đây người ta làm trực tiếp luôn. Không biết trái trứng này thuộc từ đây hay thuộc từ đây. Thế đấy. Thế thuộc từ đây. Có á. Các bạn cũng ăn rồi. Cảm ơn ta đi. Cái này một phần nhiều lắm mấy bạn ơi. Mình mua tổng cộng hết cái này á là tầm 140. Là một trà dâu. Một bánh tráng xè kia. Xe kia đấy. Vừa cả. Xe kia kỳ sai hả? Bánh tráng xì ké. Bánh tên gì mà? Bánh tráng xì ké. Ừ. Yêu. Biết sao không? Không. Cay cay á. Mình sẽ hết hết. Rồi. Thì vậy. I don't know. Hay là phải nó ngon, hay là nó dính dạng dễ. Xì ké hả? Ừ. Ăn là ăn mãi luôn hả? Xì kè. Ừ. Mà nó ngon thiệt. Hồi trước á em mới là IV. Mua mỗi đứa một hộp nè. Ăn hết. Mỗi đứa một hộp. Ăn xế. Ăn hết nha. Hết luôn. Mỗi đứa một hộp. Ăn tháng cụ ăn xế. Ông mà có ý hả? Chứ muốn trà sữa. Hôm tối về lại uống nước dừa. Các bạn phải bông không? Bé rút. Tả rồi đó. Nhìn mà có này tội quá. Một bằng với em đi tả. Nịnh. Làm gì vậy tá nịnh vậy?
Dạo này y tá thức khuya quá à. Thức khuya nên mắt đen miệng đen luôn. Đúng. Đêm đêm đen. Giờ Kim kể chuyện này công viên ngay. Công viên á. Thì các bạn mình chưa bao giờ mình thấy, mình chỉ thấy trên trên phim hoặc là ngoài đời là người ta dắt chó đi đúng không? Người ta dắt chó đi dạo. Chứ mình chưa bao giờ mình thấy chó gì gọi sao? Chó dắt người đi ạ. Chó người đi dạo. Mà mấy bạn? Mấy này nè. Định quỷ á. Mẹ mình với mẹ An dắt, mẹ An dắt hổ, mẹ mình dắt em dài. Còn hai đứa chạy như con điên nữa. Là mẹ mình với mẹ An thả đi theo trông. Ừ, đi theo trông. Mình thấy chó người ta thả ra là đi theo chủ. Còn chó nhà mình thả ra là chứ, đi theo người ta. Chứ em là gì lại. Nói chung là công viên á. Em gặp một con chó. Mua được. Nó không xoài. Ủa sao khóc? Bị gì vậy? Anh thấy xoài khóc bao giờ chưa? Cô y tá bị gì á? Cô y tá. Cái này không ai nghĩ là cái thằng luôn á mà. Có cái thằng nào mà nhuộm tóc tím không? Mà hả? Đội băng đô rồi, mặc đầm hoa rồi vậy không? Đầm hoa hồng rồi. Này gãi ngay đây phê lắm nè, thích lắm nè. Thôi các bạn ơi, tới đây thì chương trình cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngon quá. Các bạn thì sao? Các bạn muốn ăn thử không? Đây là quán gì? Thèm. Thèm. Thì cũng có. Thèm trái trứng á nha. Bye bye. Bye bye mọi người. I love you. Và các bạn nhớ subscribe nha. Và gì nữa? Và nhớ follow tụi mình nha. Follow Instagram. Gạch Ruby gạch bản gạch Gia Thiên gạch official. Bye bye. Bye.